chuẩn bị lắp là hàng rồi không đâu. Này mình sử dụng silicon hai cái máy to luôn, nước không xuống đất nha. Ở cái thế thôi, nhắc đồ ra. Để lấy xong rồi tôi ra phụ xem. Gì á, chắc phải chở. Hả? Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Solo Boom Hạnh nha. Hôm nay ta đi tới Cẩm Mỹ, anh Lâm này. Nhà anh Lâm là lắp một cái hệ bơm nguyên pallet luôn mà, thấy ghê không? Còn đóng ngoài nữa kìa. Anh này dữ dằn lắm á. Lắp hệ to đùng á. Nguyên pallet luôn nè. Cho anh Tiến lên thêm luôn à. Anh Tiến nè. Chuẩn bị lắp qua nhà lắp cho anh Tiến nè. Ủa cái kéo không có à cơ? Kéo cắt cái dễ mày. Quả của mấy anh em chưa được rắm pin nào hết, mới có lên được cái dàn này thôi. Hôm nay mấy anh em solar trở thành cơ khí hết trơn. Còn phụ hồ nữa nè, phụ hồ nữa nè. Đó, em solar trở thành phụ hồ luôn. Dữ luôn á. Chơi làm tới ngàm vô luôn nè, chứ không phải là dạng mà đưa vô là hàng rồi không đâu. Đây mấy anh em đang gắp pin mà dùng móc ấn silicon thay cái máy luôn. Lát nữa anh em mình gắp xem sắt hay chưa. Ok, dàn này cao gần 6m luôn á, 5m7 luôn. Lắp 2 ngày chưa xong. Lắp những cái vàng này nó gian nan không bạn? Gian nan luôn á, chứ không mà đơn giản đâu. Này mình sử dụng silicon hai cái máy to luôn, nước không xuống đất nha. Làm mái nhà luôn. Hả? Cứ khít là được rồi. Ok. Vỗ cái đầu ngoài này vô xíu nè. À, không vô được, nó bị dướng. Dướng tới bên kia. Đúng rồi, để nó đi. Khít là được rồi. Khít rồi. À, ok. Đó, thẳng bên đi. Nói cho nhanh. Cường nhớ vậy nào, cắt lộn vậy Cường. Anh em tôi lắp hết các bạn. Hiện tại là 20 tấm pin. Điện áp chạy thử nè, nhưng mà chưa có bơm rồi nên đấu để sẵn hai cái. Sau đây không cứ chạy là on off này là cũng ok nha. Còn nếu mà đúng thì mình cứ tắt mở bằng lúc này để nó giảm bớt hào quang thì ít hư này hơn. Còn nếu mình tắt mở bằng này là dễ hơn này, mau hơn nè. Rồi cứ hư này thái gì đơn giản mà. Cách nào mình nhận biết nó hư cái đó? Nó không qua điện được. Nó qua điện mình thấy thông số đây nó như mình thử bơm á, chắc không biết đảo chiều mà đúng không, giữ đoạn con giữa đảo hai bên thôi. Rồi thế thôi. Ủa, chạy không vậy hả? Vậy chạy không bình thường mà. Đo thử điện áp cho anh xem nè, điện áp đồ ra để lấy con hồi tôi đo thử xem. Nay mai gắn bơm rồi quay video cho tôi nha. Đây còn thiếu tấm nữa, mốt chơi thêm tấm nữa cho đẹp. Ê Lâm, con gà nó cứ lên xe tôi nó nằm không biết không? Nó khoái hay gì á, khoái xe gì á, chắc phải chở. Đây nè, đo điện áp đầu ra cho ông xem. Cũng ngồi cho đo không được. Có nào kẹp được cái trời. Ôi trời ơi. À,
không? 390 rồi ha. Nó không tải mà. Ý là điện áp đầu ra mình nếu mà chạy full lên được 52 hạt á, kể cả mang tải. Là nó 390 lần 400. Với vậy nó ăn ra được 2 hạt nó vậy đó. Ừ. Nên nó mạnh hơn như vậy không? Tắt mình có thể mình bấm đây là tự tắt, còn nếu mà nó đang chạy vậy phải không, mình tắt ngang là lát nó sẽ tắt hả, nó giảm hiệu từ từ, nó tắt từ từ, nhưng mà có động cơ là nó nhanh lắm, nếu có động cơ là nó sẽ tắt nhanh lắm thì nó ngốn ông điện. Ủa mà lý do làm sao trời nắng này mà nó lên 52 hạt vậy? Không tải à? Không tải hả? Nó đâu có chạy kéo tải đâu mà nó tốn điện. Nó tốn điện hay không là do tải của mình. Còn ông bật lên vậy là nó sẽ hơi lâu chạy. Thì nó đo kiểm đồ đang mà. Nè, nó có lệnh chạy rồi này thấy không? Nhưng mà nó chưa chạy đâu. Nó chờ một xíu nữa, tầm phút mấy, 2 phút gì nó mới chạy. Nếu mà mình bấm cho anh hiển nhanh lắm. Như giờ muốn cho chạy luôn á, muốn càng nhanh á thì bấm reset nút đỏ rồi xong bấm lại nút xanh lại chạy thôi. Còn nếu không thì cứ để hiện lát từ chạy. Rồi thấy có cần gì thì cứ làm việc qua Zalo nhé. Đang chạy 53 hạt. Trời.